quản trị công ty. Đó, thì cái tài liệu tôi sử dụng trong cái thời bảo vệ cái thạc sĩ quản trị kinh doanh thì tôi sử dụng cái tài liệu OECD về cái quản trị công ty để tôi thực hiện cái phần luận văn của mình. Thì có rất là nhiều cái nội dung trong hai cái bộ nguyên tắc này. Đối với cái bộ nguyên tắc mà quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất mà tôi gửi cho các bạn trong cái nội dung của slide bài giảng đó, thì là cái bộ nguyên tắc của Việt Nam chúng ta được công bố tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 8 năm 2019. Các bạn nghe rõ không? Alo, bạn Huyền. Bạn Huyền kết nối 099 là gì vậy bạn Huyền? Ý nghĩa của cái bộ mục đích của cái bộ nguyên tắc mà tôi đang nói tới đó là dùng để hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp đại chúng. Chưa thấy slide ạ? À? Đúng rồi, đường truyền nó chậm quá hay sao á, tôi cũng đang cố gắng load lên cho các bạn mà chưa được đây. Các bạn có thể sử dụng cái slide buổi sáng được không? Tôi đã gửi cho các bạn rồi đó. Rồi tôi đang nói đến cái công cụ để cho luật sư khi mà tư vấn về quản trị cho doanh nghiệp có thể sử dụng. Thì ngoài những cái quy định của pháp luật trong luật doanh nghiệp, luật đầu tư và các cái hướng dẫn đi về cái việc thực hiện hai cái quy định của bộ luật này, thì ngoài ra tôi còn sử dụng hai cái bộ nguyên tắc về quản trị công ty. Thì bộ nguyên tắc quản trị công ty OECD tôi sẽ gửi cho các bạn trong cái hoặc là các bạn có thể là tra cứu dùng cái từ khóa là bộ nguyên tắc quản trị công ty OECD, các bạn sử dụng cái phiên bản 2015. Thời điểm tôi sử dụng là cái phiên bản của năm 2004. Còn bây giờ hiện tại thì đó là đã là cái bộ nguyên tắc 2015 rồi. Thì cái bộ nguyên tắc mà do chúng ta ban hành do được công bố tại Sở Giao dịch Chứng khoán vào tháng 8 năm 2019 đó thì cũng được xây dựng từ cái gốc là cái thông lệ về quản trị công ty của OECD. Thì các bạn có thể theo dõi sơ bộ như thế này. Đó, cái bộ nguyên tắc về quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất thì dùng cho các công ty ở đại chúng ở Việt Nam. Đó, mục đích là gì? Để khuyến nghị các cái công ty đại chúng của Việt Nam quản trị công ty theo cái thông lệ tốt nhất để cho nó tiếp cận với lại cái quản trị công ty trên thế giới. Vậy thì ở đây chúng ta thấy là cái bộ nguyên tắc gồm cái bộ nguyên tắc về quản trị công ty dành cho công ty đại chúng của Việt Nam thì nó bao gồm 10 nguyên tắc với các cái khuyến nghị chi tiết về các cái thông lệ tốt nhất trong thực thi quản trị công ty của các doanh nghiệp Việt Nam. Thì chúng ta đọc thì chúng ta thấy rằng là gì? Về các cái quy định của pháp luật thì nó rất là phù hợp. Ngoài ra thì những cái nguyên tắc này tập trung vào chức năng của hội đồng quản trị. Đây là cái chức năng mà đòi hỏi là các cái nhà quản trị ở Việt Nam phải cập nhật, bổ sung và thay đổi nhiều hơn nữa, cải thiện nhiều hơn. Còn lại các cái nguyên tắc thì bao gồm các lĩnh vực như là cái môi trường kiểm soát nè, công bố thông tin và minh bạch thông tin, quyền của cổ đông và các quan hệ của các bên, quyền lợi của các bên liên quan. Thì cái này á, đối với những công ty cổ phần thì rất là quan trọng. Trong cái bài tập tình huống mà chúng ta sẽ tiếp cận vào trong chiều nay á, chúng ta thấy rằng là trong cái vai trò là một cổ đông của công ty cổ phần thì bà Vũ Thùy Linh là một cổ đông của công ty cổ phần X. Tuy nhiên cái vấn đề mà kiểm soát rồi công bố thông tin và minh bạch thông tin của bên công ty cổ phần X là không thực hiện theo các cái quy định của luật, cũng như là nếu như trường hợp là có cái quy chế quản trị công ty thì tôi nghĩ rằng là những cái phản ánh của bà ấy thể hiện là công ty cổ phần X chưa có cái việc công bố thông tin và minh bạch các thông tin, dẫn đến cái sự mâu thuẫn giữa cổ đông với lại hội đồng quản trị của công ty.
mọi người vẫn chưa có nhìn thấy được slide phải không ạ? Đang cố gắng load cho lớp lắm mà sao cái nó cứ quay vòng vòng ngoài mà nó không có nó có hiện lên. Thông thường á thì khi tư vấn cho doanh nghiệp cả về quản trị lẫn về điều hành thì nếu như về bên quản trị vâng chưa thấy cho nên là thôi đành tôi đành sử dụng slide ở trên máy khác của tôi và các bạn sử dụng slide mà các bạn có thể mở ra được chứ còn mà trực tiếp chúng ta ở trên này thì nó load chậm quá khi nào nó có thì có thôi còn chúng ta sử dụng tài liệu của mình nha để cho đỡ mất công phải chờ đợi được không các bạn. Cái việc không thấy slide ở trên màn hình có làm ảnh hưởng tới cái việc theo dõi của các bạn không? Vậy thì cũng giống như bạn bạn Hiệp, chúng ta sẽ theo dõi bằng tệp tôi gửi cho lớp nha. Tôi đang nói đến cái công cụ mà luật sư sẽ sử dụng để tư vấn cho doanh nghiệp về quản trị và điều hành. Thì cũng như từ sáng giờ trao đổi với các bạn rồi, chúng ta tư vấn là dựa trên cái quy định của pháp luật. Thì đối với vấn đề tư vấn về quản trị, thì những cái thực trạng hiện tại của doanh nghiệp Việt Nam nó làm cho chúng ta là có một số các cái khó khăn giống như là tôi trình bày trước khi mà chúng ta nghỉ nghỉ buổi sáng thì khi mà chúng ta tư vấn thì ngoài cái việc là các cái quy định của pháp luật thì tôi sử dụng những cái công cụ đó hiện tại thì có hai cái công cụ mà về bên quản trị mà tôi thường tham khảo khi mà tư vấn cho doanh nghiệp về quản trị đó là hai cái bộ nguyên tắc OECD và bộ nguyên tắc quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất mà chúng ta đang nói tới ở đây thì các bạn có thể theo dõi ở trong cái slide tôi có note sơ bộ rồi thì ở đây chúng ta thấy được rằng là những cái quy định những cái nguyên tắc mà các cái bộ những cái bộ những cái bộ nguyên tắc về quản trị này nó thể hiện là gì là doanh nghiệp sẽ có những có những cái tiếp cận rất là thứ nhất là phù hợp với quy định của pháp luật. Nó lót mãi mới lên. Đó. Thôi kệ chúng ta cứ tiếp tục ha. Các bạn hãy mở đến slide số 40 rồi. Tôi đang nói đến slide số 40. Rồi, ngoài những cái vấn đề này ra thì cái công cụ nào là hữu hiệu nhất? Thì giống như từ sáng tới bây giờ chúng ta trao đổi đó, có những bạn hỏi tôi về những chi tiết trong cái quá trình mà tư vấn về điều hành. Thì thông thường khi nhận được cái tham vấn mà của khách hàng, tôi sẽ phải tra cứu lại. Đó, thì những cái công cụ mà để tra cứu mà nó thứ nhất là nó chính xác và cái thứ hai nữa là mình cũng có được cái nguồn mà đảm bảo cái vấn đề về vấn đề hiệu lực của văn bản á thì tôi thường là tra cứu ở trên các cái trang như trang thư viện pháp luật á, thường thì công ty luật thì người ta sẽ Phương Thi ơi bây giờ cái slide của tôi nó chạy rồi đó cho nên là tôi có thể tự xử lý cái phần này được hết thi bây giờ hiện tại chúng ta đang đang nói chuyện đến cái slide 40. Rồi. Trong những cái slide này là tôi có tóm tắt các cái nội dung trong cái quy tắc về quản trị, nguyên tắc về quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất được ban hành ở Việt Nam chúng ta vào tháng 8 năm 2019 đó mọi người. Thì
Khi mọi người tham khảo cái thông tin này thì mọi người có thể đối chiếu với quy định của pháp luật. Có một số các cái thông tin vẫn là quy định của luật 2014 tôi chưa thay đổi, thì là mọi người có thể sử dụng nó như là tham khảo. Ví dụ như ở đây tôi có để là tại điều 109 của luật doanh nghiệp 2014 ha, quy định các thông tin bất thường phải được công bố công khai trong thời hạn 36 giờ. Thì trong cái bộ nguyên tắc về quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất thì chỉ quy định là đưa ra cái yêu cầu là trong 24 giờ mà thôi, có nghĩa là đưa ra cái yêu cầu cao hơn. Đó, nhằm mục đích là gì? Là những cái thông tin của doanh nghiệp phải được cập nhật đến cổ đông một cách nhanh nhất. À, thì nó có lợi hơn cho các cái cổ đông khi phần tiếp cận thông tin. Thì ở đây như luật 2020 thì cũng là thời hạn 36 giờ. À, thì có những cái các bạn theo dõi như vậy. À, ngoài ngoài cái mà tôi đã hướng dẫn các bạn, thứ nhất là luật doanh nghiệp, luật đầu tư, các luật liên quan, các văn bản hướng dẫn liên quan hai cái bộ nguyên tắc này. Vậy thì khi chúng ta tư vấn cho doanh nghiệp thì chúng ta còn cần các cái công cụ nào khác nữa? Thì tôi nói tiếp cái ý lúc nãy, ngoài các cái vấn đề này ra thì thông thường khi tư vấn cho doanh nghiệp tôi phải tra cứu kể cả alo, có bạn nào có ý kiến phải không ạ? Thông thường thì án lệ hoặc là những cái hướng dẫn nghiệp vụ của bên tòa hoặc là bên viện rút kinh nghiệm của bên viện cũng là những cái nguồn tài liệu mà luật sư cần phải có, cần phải đọc tham khảo để có thể tư vấn cho doanh nghiệp. À, tôi sẽ lấy cho các bạn coi một quyển tài liệu tôi hay sử dụng. Đây, đây là một trong những cái tài liệu mà tôi được bên tôi sử dụng rất là nhiều cho cái phần tư vấn về điều hành cho doanh nghiệp ha. Về phần quản trị thì chúng ta có những cái thông tin mà tôi đã nói về cái bộ nguyên tắc quản trị công ty cộng với luật. Còn mà trong các cái tư vấn về điều hành thì cái cẩm nang nghiệp vụ bao gồm những cái rút kinh nghiệm, những cái quán triệt, những cái hướng dẫn vân vân của những cái cơ quan tiến hành tố tụng là rất là quan trọng. Mà bởi vì khi mà tư vấn về điều hành là chúng ta tư vấn để cho doanh nghiệp họ tháo gỡ những cái vấn đề của họ, có thể là chưa khởi kiện hoặc là đã khởi kiện rồi vân vân, thì chúng ta đều phải có cái công cụ phù hợp để chúng ta tư vấn. Nghề tư vấn của chúng ta thì tài liệu là quan trọng. Cho nên rằng là tôi sẽ gửi một số các cái tài liệu để cho lớp có thể tham khảo, và chúng ta ít ra là chúng ta cũng có một cái định hướng là gì, là khi chúng ta tư vấn thì chúng ta sử dụng cái nguồn nào. À, cái kinh nghiệm cá nhân rất là nguy hiểm, giống như hồi sáng này á là tôi chưa chuẩn bị cái cập nhật được cái nội dung liên quan đến cái quy định mới của luật đầu tư liên quan đến cái vốn pháp định của việc thành lập là công ty bất động sản. À, thì trong đầu tôi vẫn vẫn là có vẫn có cái thông tin nó mặc định từ trước tới giờ là đối với công ty bất động sản thì khi thành lập bắt buộc phải có vốn pháp định, và cái số vốn pháp định là ít nhất là phải 20 tỷ. Đó, thì khi chưa cập nhật cái nội dung mới như thế mà tôi trả lời thì nó không, nó thứ nhất là nó đã không phù hợp với quy định của luật mới rồi. Đó, vậy thì một trong những cái kỹ năng của luật sư tư vấn cho doanh nghiệp bắt buộc chúng ta phải có tài liệu chính xác và phù hợp để chúng ta sử dụng nó làm cái công cụ tư vấn. Và thông thường bên khi mà luật sư tư vấn cho doanh nghiệp thì trong cái giao kết giữa doanh nghiệp với luật sư, tổ chức hành nghề luật sư tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp luôn luôn có những cái hình thức mà để xác định cái nội dung tư vấn một cách chính xác nhất. Ví dụ như tư vấn bằng văn bản gửi qua email hoặc là bằng văn bản trực tiếp vân vân. Thì cái này á, chúng ta trong cái kỹ năng mà có thể nói với các bạn cần phải lưu ý đó là gì? Khi tư vấn cho doanh nghiệp, chúng ta phải tiếp nhận thông tin một cách đầy đủ từ doanh nghiệp, và sau đó là chúng ta chọn cái nguồn văn bản, chọn cái công cụ là văn bản quy phạm pháp luật hoặc là những cái hướng dẫn để chúng ta xử lý cái vấn đề của doanh nghiệp một cách chính xác. À,
Ngoài những cái vấn đề này ra thì cái mà tôi muốn các bạn tiếp cận nữa đó chính là cái nguồn gọi là án lệ liên quan đến các cái bản án giải quyết bản án hoặc là những cái quyết định giám đốc thẩm án lệ nè, quyết định giám đốc thẩm nè liên quan đến các cái bản án về doanh nghiệp hoặc là kinh doanh thương mại. Thông thường thì trong những cái lần mà chúng tôi sinh hoạt về về pháp lý trong công ty á, thì chúng tôi luôn luôn là gì cập nhật những cái bản án hoặc là những cái quyết định giám đốc thẩm liên quan đến cái việc mà giải quyết các cái tranh chấp về kinh doanh thương mại. À, những cái nguồn này nó sẽ cho chúng ta rất là nhiều cái thông tin và chúng ta khi mà tiếp cận với nó thì chúng ta sẽ nhanh chóng chúng ta sẽ nắm bắt được những cái gọi là cái kinh nghiệm để có thể giải quyết một cái vấn đề nào đó một cách chung nhất, cụ thể nhất ví dụ như là người ta cần là hỏi là trong trường hợp này kiện có được hay không. Có những trường hợp chưa đủ điều kiện để khởi kiện hoặc là những trường hợp đủ điều kiện khởi kiện hoặc là đã hết thời hiệu khởi kiện rồi thì bằng cách nào chúng ta có thể nắm được cái đó nhanh nhất, đó là các bạn sẽ tập trung vào cái việc là chúng ta nghiên cứu. Ngoài nghiên cứu tố tụng ra các bạn nhớ không nổi đâu, nhưng nếu các bạn đọc một cái bản án, trong cái bản án đó xác định là đối với yêu cầu khởi kiện A thì vẫn còn thời hiệu khởi kiện được chấp nhận, đối với yêu cầu khởi kiện B thì là vì lý do ABCD mà không còn thời hiệu khởi kiện nữa vân vân, thì đó án lệ các quyết định giám đốc thẩm đó, thì là những cái nguồn đó, những cái công cụ mà chúng ta cần phải tiếp cận và chúng ta có được cái những cái nguồn đó để chúng ta sử dụng trong khi chúng ta tư vấn cho doanh nghiệp. Các bạn có câu hỏi gì về này không? Lớp có câu hỏi nào liên quan đến cái phần là sử dụng cái công cụ pháp lý nào khi mà chúng ta thực hiện việc tư vấn về quản trị cũng như là về điều hành cho doanh nghiệp mà tôi vừa trình bày hay không? Tóm lại thì cái công cụ pháp lý của chúng ta là thứ nhất là các cái văn bản quy phạm pháp luật. Văn bản quy phạm pháp luật của chúng ta là gồm có luật, các cái văn bản hướng dẫn luật. Ngoài ra thì tôi còn khuyến khích mọi người nghiên cứu thêm những cái vấn đề gọi là những cái rút kinh nghiệm của hướng dẫn nghiệp vụ của cơ quan tiến hành tố tụng là tòa án, cái rút kinh nghiệm đối với những cái bản án, những cái quyết định mà hủy sửa vân vân của bên viện kiểm sát trong cái quá trình mà giám sát đối với lại án kinh doanh thương mại. Ngoài ra thì nguồn về án lệ về kinh doanh thương mại và các cái quyết định giám đốc thẩm là những cái nguồn mà luật sư chúng ta cần phải tiếp cận và chúng ta có để chúng ta sử dụng làm cái công cụ để tư vấn. Alo, lớp còn nghe tôi nói không vậy? Có câu hỏi gì về phần này không? Rồi, vâng ạ. Vậy thì nếu như không có cái câu hỏi về cái nguồn, về cái công cụ để tư vấn thì chúng ta sẽ tiếp sang cái nội dung. Thì phần tiếp theo tôi sẽ trao đổi trước với các anh chị ngắn gọn thôi về cái kỹ năng tư vấn về điều hành cho người quản lý. Sáng giờ thì chúng ta tập trung nhiều vào cái phần là kỹ năng tư vấn cho nhà quản trị trong công ty, trong doanh nghiệp. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ có cái kỹ năng tư vấn về điều hành cho người quản lý thì nó cũng chỉ là cô đọng lại những cái nội dung mà tôi trao đổi, tại vì khi chúng ta trao đổi từ sáng tới bây giờ thì khi chúng ta tư vấn cho quản trị thì chúng ta tư duy pháp lý như thế nào thì bây giờ chúng ta chỉ tập trung vào một cái phần như thế thôi, có nghĩa là cái tư duy pháp lý của chúng ta với người quản lý. Tất nhiên là tới thời điểm này
là chúng ta đều hiểu được cái sự, chúng ta đều phân biệt được cái sự khác nhau giữa quản trị và quản lý. Và bây giờ chúng ta cũng đã biết được là trong doanh nghiệp thì những cái người mà thực hiện cái công tác quản trị hoặc là cái nhà quản trị, cái hội đồng quản trị là những cái chức danh như thế nào, những cái quy định cụ thể ra sao và được quy định ở đâu. Vậy thì bây giờ khi chúng ta nhắc đến cái vấn đề mà tư vấn về về điều hành cho cái người quản lý thì dĩ nhiên chúng ta cũng đã biết người quản lý là những người nào trong doanh nghiệp. Cái phần này chúng ta đã trao đổi buổi sáng rồi. Vậy thì đứng dưới góc độ mà trao đổi với lớp, tôi cũng đặt ra vấn đề tư duy pháp lý như sau. Khi chúng ta tư vấn về điều hành mà chúng ta nghĩ như là một cái người điều hành thì như thế nào? Còn nếu như chúng ta nghĩ theo cách mà luật sư hướng dẫn ở Học viện Tư pháp thì chúng ta sẽ nghĩ ra sao? Tại cái thời điểm này là cái thời điểm mà các bạn đang tiếp cận, các bạn đang tiếp cận thì có thể là các bạn đang nghĩ như một giám đốc điều hành hoặc là một cái chức danh quản lý nào đó trong doanh nghiệp khi chúng ta tư vấn về điều hành. Nhưng nếu chúng ta đã tiếp cận với lớp ở dưới góc độ là gì? Cái môn kỹ năng tư vấn cho người quản lý ở trong công ty, tư vấn về điều hành cho người quản lý trong công ty thì các bạn sẽ thay đổi ngay sau đó. Thì bây giờ trước tiên là nếu như trường hợp mà chúng ta suy nghĩ như một cái suy nghĩ thông thường như một cái người điều hành ở trong doanh nghiệp thì chúng ta sẽ nghĩ là cái vai trò của chúng ta như thế nào? Đây. Là người là những cái người về điều hành trong doanh nghiệp ha. Ví dụ như là ở điều hành, viết tắt là CEO thì các bạn có thể thấy được là gì? Là CEO là cái người trực tiếp điều hành và quản lý doanh nghiệp nhằm đạt mục tiêu của các cổ đông và nhà đầu tư, chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu về toàn bộ kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Vai trò của cái CEO này thì là gồm có thứ nhất là tuân thủ theo quy trình quy định. Quy trình quy định này là cái gì? Chính là những cái quy định tại quy chế quản lý quản trị của công ty, và thứ hai là điều lệ công ty kèm theo các cái quy chế quy định cơ chế khác mà được lập ra bởi cái nhà quản trị trong công ty. Rồi cái thứ hai nữa là thực hiện cái vai trò lãnh đạo rồi định hướng đối tác để làm ra cái việc đúng, xác định mục tiêu đúng, ra quyết định đúng trong từng tình huống, phân công cho đúng người đúng việc. Đó là cái vai trò chức năng của CEO, hay còn nói là cái người điều hành trong doanh nghiệp, cái người quản lý trong doanh nghiệp. Nếu như chúng ta suy nghĩ như một CEO thì chúng ta sẽ biết được rằng là cái vai trò của chúng ta trong doanh nghiệp là như vậy. Nếu như là luật sư khi mà nghe CEO nói như vậy, chúng ta sẽ cảm thấy rằng là người ta sẽ cái vai trò của người ta là rất là quan trọng, rất là lớn ở trong cái doanh nghiệp. Và nếu như chúng ta tập trung vào cái phần của người ta của cái